Hôm nay em sẽ có một combo cho anh chị là cho những giống lan ra hoa từ mùa xuân sang mùa hè. Đầu tiên đó là cái lòng tu xuân, cái thứ hai đó là lan đẩy thảo, một giống lan rất là sai bông rất là dài. Cái thứ ba đó là lan phi điệp châu như, cái thứ tư đó là phi điệp lai trầm, cái thứ năm đó là lan hạc thủy bắc, cái thứ sáu đó là lan phi điệp tím, và cái thứ bảy đó là lan hoàng thảo vôi, và giống thứ tám đó là phi điệp vàng. Và ngày hôm nay em sẽ ưu đãi cho chị là một combo 8 loại hoa lan này, chỉ với giá ưu đãi đó là 500k bao ship, với điều kiện anh chị chúng ta chuyển khoản trước sẽ được tặng thêm hai giống phi điệp ra hoa vào mùa xuân, đó là phi điệp trước Mỹ và phi điệp nằm bên trắng hồng hồng. Và chúng ta có tổng cộng 10 loại hoa lan, chỉ có giá ưu đãi là 500k bao ship. Và ngày nay anh chị vào theo dõi video của em, đồng thời chia sẻ bài sẽ được giá ưu đãi, và đồng thời là chuyển khoản trước. Và đây là những bảng lan đã trồng thuần rồi, nên là anh chị chúng ta mang về nhà, chúng ta để khô lá một vài ngày, sau đó chúng ta tưới nước và có thể bỏ thêm phần gốc, phun thêm phần bón lá như là NPK20 hay là B1 hay là rong biển. Và mới mua về thì anh chị có thể sử dụng một số như là Super Thai hay là cái những cái phân bón có tính năng là chống sốc để giúp cho cây chúng ta nó phục hồi để phát triển. Và trong quá trình chăm sóc thì khoảng tới tháng 8, tháng 9 anh chị chúng ta sẽ bắt đầu tăng cường nhiều lần kali và sau đó giảm lên lượng nước và cắt nước nó trung bình một tháng thì nó sẽ cho hoa vào mùa xuân. Các anh chị rất nhiều, anh chị vào muốn mua combo 10 giống hoa lan nở mùa xuân sang hè thì với giá đó là 500k bao ship nhé.